Xin chào các em. Các em chính là những ninja ưu tú nhất của làng lá chúng ta. Hôm nay thầy triệu tập các em tại đây, đó là vì sự tồn vong của làng chúng ta. Thưa thầy, thầy nói tồn vong là sao? Không lẽ sắp có chiến tranh xảy ra? Đúng vậy. Bà Tân Velok, một ninja tiên tri trong làng chúng ta, đã nhìn thấy toàn bộ làng chúng ta đã bị tiêu diệt trong tay những ninja ác ma. Bọn chúng là những kẻ máu lạnh đã từng bị các Hokage của làng chúng ta liên thủ với nhau phong ấn lại từ hàng trăm năm trước. Nhưng không ngờ, tới nay có kẻ bí ẩn nào đó sẽ giúp chúng giải trừ phong ấn và tái sinh. Nhưng những kẻ mạnh như vậy, bọn em sao có thể thắng được? Bọn em chỉ là những ninja hạ đẳng thôi mà. Ta cũng không biết, nhưng bà Tân Velok đã chỉ đích danh bọn em. Chính vì vậy hôm nay ta có mặt tại đây là để huấn luyện cho các em trở thành những ninja thượng đẳng. Vận mệnh vương quốc ninja đang nằm trong tay các em. Các em phải cố gắng hết sức đó, biết chưa? Dạ, vâng ạ. Ở đây là tất cả những phép thuật mạnh nhất. Các em phải cố gắng học cho hết trước khi bọn chúng tới. Bây giờ ta sẽ dạy cho các em phép thuật cơ bản của ninja, đó chính là phân thân. Các em hãy xem đây, phân thân chi thuật. Bây giờ các em hãy làm thử đi. Phân thân chi thuật. Phân thân chi thuật. Phân thân chi thuật. Phân thân chi thuật. Hu hu, thưa thầy, em đã cố gắng hết sức rồi, nhưng em không thể làm được ạ. Thôi được rồi, em có thể luyện tập sau. Bây giờ ta sẽ dạy cho các em sử dụng vũ khí mạnh nhất của ninja, đó chính là Chaka. Chaka sao? Đúng vậy, Chaka là luồng khí tự nhiên của mỗi người, nó quyết định tới sức mạnh chiến đấu của các em. Bây giờ ta sẽ biểu diễn cho các em xem. Hay-ya! Được rồi, bây giờ tới lượt các em. Hay-ya! Thật là mạnh. Tuấn, em là người được thừa kế sức mạnh Chaka của Kiều Vĩ. Chaka của em còn mạnh hơn cả thầy. Nếu được luyện tập tốt, nhất định sẽ trở thành một trong những ninja siêu cấp. Hay-ya! Đúng như thầy nghĩ, Hiếu, em chính là người cuối cùng của bộ tộc Uchiha, sở hữu con mắt Sharingan. Chaka của em không những mạnh mà nó còn đang bắt đầu định hình rồi. Chaka có hình dáng sao ạ? Đúng vậy, khi mà sức mạnh khống chế cao, các em có thể triệu hồi được thực thể Chaka. Đó chính là sức mạnh tối cao của ninja. Bây giờ tới lượt Thảo. Hay-ya! Thảo, em sở hữu đôi mắt bạch nhãn, có trong người dòng máu chính tông. Em có lượng Chaka vô cùng lớn, không ngạc nhiên khi em là người được chọn. Cuối cùng là Nhung, bởi vì nhẫn thuật của em kém, nên thầy đoán là em sẽ sở hữu Chaka mạnh nhất. Em hãy bộc phát đi. Vâng ạ. Hay-ya! Tại sao lại vậy? Luồng Chaka của em rất yếu. Ta cũng không biết. Tuy nhiên, người mà bà Tân Velok chọn chắc chắn không sai được đâu. Có lẽ Chaka của em trong một lúc nào đó mới có thể bộc phát được. Bây giờ các em hãy luyện tập đi. Hãy nhớ rằng khi Chaka của các em chưa thể triệu hồi được thực thể, các em tuyệt đối không được tham chiến. Nếu không, các em chỉ có hy sinh vô ích thôi. Vâng ạ. Có chuyện gì vậy? Các bạn ơi, thầy giáo bị thương nặng quá. Các em, mau chạy đi, bọn chúng tới rồi. Thầy giáo chết rồi sao? Không được, thầy không thể chết được. Hay-ya! May quá, thầy thở lại rồi. Nhung, cậu đã làm gì hay vậy? Tớ cũng không biết nữa. Mặc dù thầy đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên vẫn hôn mê, không thể chiến đấu được. Chúng ta phải ra tay thôi. Nhưng mà chúng ta vẫn chưa triệu hồi được thực thể Chaka. Đành phải liều thôi, nếu không làng của chúng ta sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Được, chúng ta đi thôi. Mấy tên kia, mau dừng tay lại. Hê, tưởng gì, hóa ra chỉ là mấy tên ninja hạ đẳng. Các ngươi không biết rằng
bọn ta đã tiêu diệt vô số các linh gia thượng đẳng của làng các ngươi sao mà còn dám tới đây lộ mạng? Đừng có nhiều lời, các bạn ơi, chúng ta hãy tập hợp sức mạnh tấn công bọn chúng. Hay à! Hả? Tại sao lại như vậy? Chỉ một mình hắn cũng có thể dễ dàng hóa giải cha ca của tất cả chúng ta hợp lại sao? Ho ho ho, đừng có làm trò hề với ta, đòn vừa rồi không đủ gai ngứa cho tao. Hãy chết đi, hay à! Các người quá yếu đuối, bây giờ là đến đòn kết liễu, hay à! Nhung, cậu bị làm sao vậy? Ha ha, hóa ra trong các người cũng có kẻ hữu dụng đấy. Chính con bé kia đã tạo ra một lớp chaka bảo vệ mới giữ được mạng sống của các người đấy. Nhung, cậu đâu rồi? Hả? Cái gì thế này? Là kết giới sao? Hóa ra là vậy, nó đã hy sinh thân mình để tạo ra kết giới nhằm mang bọn ta đi. Nhưng đáng tiếc sức mạnh của nó quá yếu, bọn ta sẽ sớm trở lại thôi. Ha 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 ha. Nhung, cậu không thể chết được. Mọi người ơi, Nhung đã hy sinh bản thân mình để cứu chúng ta. Chúng ta phải nỗ lực luyện tập, trở nên mạnh mẽ hơn. Khi bọn chúng trở lại, chúng ta nhất định sẽ báo thù cho cậu ấy. Haya, Chaka kiểu vĩ. Haya, Chaka Susalo. Haya, Chaka Bạch Nhãn. Hoàn thành. Những ngày qua chúng ta đã nỗ lực luyện tập không ngừng nghỉ, cuối cùng chúng ta đã thành công rồi. Các bạn ơi, bọn chúng tới rồi đấy, chúng ta mau đi thôi. Oh, 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 oh. Chỉ một thời gian ngắn thôi mà sức mạnh của các ngươi đã thay đổi hoàn toàn, trở thành những ninja thượng đẳng rồi. Xem ra chúng ta phải chiến đấu nghiêm túc rồi. Hãy xem đây, ma thuật bóng tối, hắc tử vĩ. Bóng tối Susalo. Bóng tối Bạch Nhãn. Hả? Các ngươi ngạc nhiên lắm đúng không? Đúng vậy, cũng giống như các ngươi, bọn ta đều là những chiến binh mang huyết kế giới hạn. Tuy nhiên, ngài chúa quỷ ninja đã nâng cấp sức mạnh cho bọn ta trở thành bất bại. Chúa quỷ ninja sao? Đúng vậy, đó chính là đấng tối cao lục đạo. Chỉ vì bị bọn Hokage đánh ngén, bị phong ấn lại, nếu không thì ngài ấy đã sớm thống nhất thế giới rồi. Hãy chết đi, bọn ninja ngu xuẩn. Ha ha ha, vậy là xong. Chưa xong đâu, bọn ta còn có một mối thù phải trả. Bọn ta chưa thể chết được, chính các ngươi đã hại chết Nhung của bọn ta. Hãy đền tội đi. Haya. Hoan hô, thắng rồi. Cuối cùng thì chúng ta đã tiêu diệt được bọn chúng. Làng của chúng ta được cứu rồi. Ho 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 ho. Các ngươi vội mừng hơi sớm đấy. Bọn chúng chỉ là những quân tốt thí cho ta thôi. Hả? Ngươi là ai? Xin tự giới thiệu, ta chính là chú quỷ ninja. Không xong rồi các bạn ơi, chúng ta đã bị thương và bị cạn kiệt chakra rồi. Đành phải liều thôi, chúng ta hãy hợp lực lại. Haya. Haya.
Trời ơi, không xi nhê gì với hắn cả. Các ngươi muốn chết sớm như vậy sao? Được, ta sẽ cho các ngươi tội nguyện. Hay à! Hả? Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại đỡ được đòn của ta? Na Nhung sao? Cậu ấy vẫn còn sống. Là tớ đây. Trong lúc nguy cấp, tớ đã triệu hồi được thực thể. Nó có khả năng tái sinh, phục hồi và gia tăng chakra. Thần ốc siêu năng lượng. Bây giờ tớ sẽ giúp các bạn phục hồi và gia tăng chakra. Hay à! Wow, tớ đã hồi phục hoàn toàn. Đúng vậy, không như thế, sức mạnh của chúng ta đã tăng lên gấp bội. Các bạn ơi, chúng ta hãy hợp lực tiêu diệt hắn. Không thể nào, làm sao các ngươi lại có sức mạnh to lớn như vậy được? Hãy chết đi, chú quỷ ninja! Hay à! Hoan hô, thắng rồi! Cuối cùng, chú quỷ ninja đã bị tiêu diệt. Làng lá và các ngôi làng khác đã được bình yên. Câu hỏi dành cho các bạn khán giả. Nhung đã sở hữu thực thể chakra gì? Đáp án A, thần ốc. Đáp án B, cửu vĩ. Đáp án C, susalo. Đáp án D, bạch nhãn. Video của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Hello, xin chào tất cả quý vị khán giả và các bạn. Mình là Đoàn. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả và các bạn đã đồng hành cùng Đoàn Vlog trong thời gian vừa qua. Để đáp lại tình cảm đó thì sắp tới đây mình sẽ cho ra mắt bộ phim Lớp học siêu quậy phần 2. Bật mí với các bạn là ở phần này chị Thơ Nguyễn và anh Tiểu Bảo Bảo sẽ không là những giáo viên và phụ huynh nữa mà sẽ trở thành những học sinh cùng với rất là nhiều những người bạn học nổi tiếng của mình như là tên là Vlog, Bella, BTS, Minh Mập, Bánh Bao, anh em nhà Mau Ca, Mau Đệ sẽ đem đến cho chúng ta những phút giây vô cùng là hài hước và thú vị. Nếu các bạn thích, hãy cho mình một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.